Tuấn xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình SETTV và quý vị đang cùng đến với chương trình Lời Chưa Nói. Trong chương trình này thì chúng ta có rất là nhiều những câu hỏi đã được quý vị khán giả yêu thương và gửi về qua địa chỉ email lờichưanoisettv@gmail.com. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình, không thể nào thiếu được một người bạn đồng hành rất là dễ thương của Hồng Tứ, đó chính là MC Ngọc Ánh. Hai em. Dạ vâng, Ngọc Ánh xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả và chị Hồng Tứ đang cùng đến với chương trình Lời Chưa Nói. Thì mỗi tuần như vậy, Lời Chưa Nói của mình nhận được rất là nhiều những câu hỏi đến từ phía quý vị khán giả. Thì thôi bây giờ em hỏi chị trước đi, lúc nào phải có câu hỏi trước thì mới bắt đầu vào câu hỏi được. Mắc bí trước hết vậy. Thì đúng rồi, hỏi gì nè. Thì bây giờ theo chị đi, là hiện giờ có khoảng 3-4 năm gần đây, thì thiệt sự với chị là tấm bằng đại học nó có quan trọng hay không? Ừ. Bằng đại học nói là quan trọng đó, thì gọi là có được bằng đại học nó quan trọng giống như hồi xưa hay không đó, thì cá nhân của chị nha, chị nghĩ là không. Tại vì sao? Mình nói đây không phải là mình nói là bằng đại học không có ý nghĩa, nó có ý nghĩa chứ. Tại vì khi mà chúng ta đi học đại học, chúng ta sẽ có được cho bản thân rất là nhiều những cái kỹ năng mới. Mà một trong những kỹ năng mà Hồng Tứ thấy đó là ít có trường nào để mà dạy hay là chúng ta đi ra ngoài dạy, đó chính là kỹ năng giao tiếp ở một cái mức độ gọi là chuyên nghiệp, professional. Nó rất là khác. Có thể là một người họ đi làm sớm đi chăng nữa, tuy nhiên với cái tấm bằng đại học mà quý vị vào một cái môi trường cao hơn đó, thì đôi khi người ta vẫn sẽ ngó đến cho là mình có được cái vấn đề căn bản nó trước hay không. Cho nên cá nhân của chị, nếu mà hỏi chị là có muốn đi học đại học hay không, hay là có quay trở lại để mà bỏ đi học đại học hay là đi học, thì câu trả lời là có. Dạ rồi, tại vì cái một cái câu hỏi của một bạn gửi đến cho chương trình của mình, thì em thấy là cái câu này rất là phù hợp với cái bạn trẻ của mình năm nay. Thì câu hỏi như thế này: em xin chào chương trình, gần đây thì em vừa tìm được một công việc làm rất là vừa ý. Em vừa đi học và vừa đi làm, vừa kiếm được tiền thì lại có thể được xài tự do. Em cũng không biết rằng là có nên tiếp tục đi học không, vì chủ yếu là em chỉ muốn đi học để lấy tấm bằng đại học cho ba mẹ vui. Ừ. Nếu mà trả lời câu hỏi này đó, thì chị nghĩ là em học sai ngành. Đó là cái đầu tiên. Tại vì đa phần đó, những ai mà chúng ta nói là đi học để cho ba mẹ vui, có nghĩa là chúng ta không có thích cái ngành mình đang học. Và chúng ta cảm thấy là rất là lạc lõng, không biết là học cái này để làm cái gì. Bởi vì cho nên mình mới nói là đi học để mà có được cái tấm bằng ra cho ba mẹ vui. Bởi vì cho nên đó, cái điểm đầu tiên đó mà Hồng Tứ sẽ khuyên vị khán giả này, em này đó, là phải suy nghĩ là cái ngành học, là coi mình đang học đúng hay là học sai. Tại vì nếu như mà thật sự nha, là đang học sai mà bắt đầu mới vào học, thì chúng ta nên suy nghĩ lại để mà đổi cái ngành, đổi ngành học để mà chúng ta có được kiến thức hữu ích hơn. Bên cạnh đó, thêm một cái điểm quan trọng nữa đó là việc có tấm bằng đại học không, nó chưa có đủ. Để mà đi xin việc làm ở trên cái resume, tức là cái đơn xin việc của mình, mà chỉ để cái trường là ồ tôi tốt nghiệp đại học rồi. Tại vì thật sự cái đó nói bây giờ ai cũng tốt nghiệp được đại học hết, chỉ cần chăm học một chút xíu là tốt nghiệp được đại học thôi. Ai cũng có hết, nhưng mà những cái gì mà họ cần đó chính là kỹ năng của mình nó có phù hợp với công việc hay không. Bởi vậy á, bây giờ đó chị nói có nên nghỉ học đại học hay không, thì câu trả lời là không nên. Nhưng mà nên xem lại là cái ngành học của mình nó có phù hợp với bản thân của mình hay không. Và em thấy là em học được gì trong cái ngành đó. Còn nếu như mà trong cái khoảng thời gian này không học được gì cả, thì nên suy nghĩ để mà đổi ngành học. Vậy đúng rồi, một phần nữa là hiện giờ các bạn trẻ hiện giờ có một cái suy nghĩ như thế này, tức nghĩa là đại học không phải là con đường duy nhất để mà thành công. Thì Ngọc Ánh hoàn toàn đồng ý, tại vì có rất là nhiều bạn có thể là vì một cái lý do cá nhân nào đó, thậm chí là có nhiều bạn vì chuyện gia đình, cho nên là có thể là lỡ dở cái việc học, và sau đó khi mà mình bắt đầu đi làm rồi, cái guồng quay công việc mình rất là khó để mà quay trở lại trường học. Cho nên là một trong những cái này không phải là nói các bạn dở hoặc là các bạn cố ý gọi là trốn không đi học, và chẳng qua là có một cái số lý do cá nhân để mà khiến cho các bạn bị trễ cái quá trình học mà thôi. Tuy nhiên bằng cách này hay cách khác cũng có rất là nhiều bạn không đi học đại học, nhưng mà bù lại các bạn đi học những cái môn khác như là học nghề, hoặc thậm chí là học những cái ngành phụ bên ngoài. Để làm gì? Một là phục vụ cho công việc của mình hiện tại, hai là nâng cao bản thân mình nhiều hơn. Tại vì thực sự là em biết trong cái khoảng thời gian vừa qua đó, thì mặc dù rằng là bằng đại học nó không có quá quan trọng, tức nghĩa là các bạn đa phần là kỹ năng như chị Hồng Tứ nói, cái thứ hai là kinh nghiệm làm việc, nhưng mà họ luôn luôn sẽ nhìn vào cái resume là mình đã tốt nghiệp hay chưa. Và mình đã có nhiều người là tại vì quá khó để mà tuyển, có quá nhiều học sinh vô cho một công ty, cho nên là bắt buộc là họ phải xem cả luôn cả GPA của mình. Thì một trong những cái như Ngọc Ánh đã từng nói là GPA thật sự là cũng không đánh giá được quá nhiều, nhưng mà cũng là một trong những cái khiến cho chúng ta phải suy nghĩ rằng là có khi bằng đại học nó vẫn rất là quan trọng và vẫn rất là cần đến cho các bạn. Cho nên là một là có thể là đôi khi lúc mà mình đăng ký ngành học, như chị Hồng Tứ nói là không có đúng mình ngành mình đang thích, hoặc là ngành mình đam mê thì bố mẹ mình lại không chịu, cho nên khiến cho bản thân mình cảm thấy là học nó không có vui.
vui, học bao nhiêu đi chăng nữa nó cũng cảm thấy rất là áp lực, mà cảm thấy rằng là điểm số rồi trường học vô trường không có tạo cho mình một cái cảm giác là thoải mái nhất. Cho nên là nếu như mà thật sự bạn đang suy nghĩ lại là có nên tiếp tục học đại học hay không thì cũng có rất là nhiều cách. Một là mình suy nghĩ lại về cái ngành học của mình, còn nếu không thì bạn có thể thoải mái hơn là take gap year, tức nghĩa là mình xin phép nghỉ một năm, hoàn toàn có thể xin phép nghỉ một năm, sau đó thì hãy quay trở lại trường và tìm hiểu xem là mình thật sự thích cái gì. Đúng. Thử một năm xem là mình đi làm coi là mình có những cái trải nghiệm như thế nào. Lúc đó mình sẽ biết mình yếu ở đâu, mình cần cái gì để mình bổ sung hơn. Với lại thêm một điểm nữa mà tại sao Hồng Tứ nói là bằng đại học hiện giờ đó, cái mức độ quan trọng của nó cũng quan trọng chứ không phải không. Có nghĩa là bây giờ phải tính xem là tương lai của mình muốn mình ở vị trí nào. Tại vì nếu như mà muốn ở một vị trí cao hơn thì chúng ta phải chứng minh được khả năng của bản thân, để mà những người mà họ làm cho mình đó, họ cũng phải có được một cái sự nể nang mình chút xíu. Chẳng hạn như bây giờ Hồng Tứ nói, một người không có bằng đại học làm một cái chức vụ rất là cao, nhưng mà sau đó một người làm dưới họ mà lại có bằng master, thì tất nhiên cái người này một phần nào đó họ cũng sẽ suy nghĩ, ủa mắc gì tôi phải làm dưới người này, trong khi đó là tôi giỏi hơn, tôi tốt nghiệp master, trong khi người này không làm được gì cả, vân vân. Và nhiều người họ sẽ sử dụng cái lý do đó, chính là cái ví dụ của ông Bill Gates, là một trong những vị tỷ phú mà người ta nói là bỏ đại học. Nhưng mà nói mới khúc đầu thôi, không có nói khúc sau. Khúc sau là ông ta bỏ đại học nào, mà lý do tại sao được nhận vào đại học đó có nghĩa là phải giỏi lắm mới được nhận. Dạ đúng rồi, với lại một phần nữa rằng là ở cái thời điểm của Bill Gates thì đã thật sự ra mà ở cái thời điểm của 10 năm trước, 20 năm trước thì những cái gọi là sáng chế, thậm chí là công nghệ nó vẫn còn rất là mới lạ, cho nên chỉ cần mình nghĩ ra thôi thì đã có thể là một cái sáng chế rồi. Còn ở thời điểm hiện tại cái sự cạnh tranh rất là nhiều, cho nên là thời điểm của Bill Gates nó khác mà thời điểm của mình nó qua rồi. Với lại bây giờ cho nhân nữa là trên đời này có bao nhiêu Bill Gates. Dạ đúng. Nếu như mà mình nói là bỏ đại học vẫn có thể giàu được thì trên đời này có bao nhiêu Bill Gates. Nếu như mà cái phần trăm nó không cao thì những ai chúng ta đang học đúng ngành cố gắng tiếp tục học, học sai ngành thì kiếm cái học lại. Còn nếu như mà không học được đại học thì nên học thêm những kỹ năng ở bên ngoài để mà rèn luyện bản thân, sẵn sàng cho những công việc mới. Đó là lời khuyên của chương trình dành cho em. Rồi bây giờ là câu hỏi kế tiếp thì như sau. Câu hỏi này thì nói như thế này: gửi lời chào đến Hồng Tứ và Ngọc Ánh. Chị và người yêu đang chuẩn bị kết hôn nhưng anh ấy theo đạo Công giáo. Gia đình chị thì lại là đạo Phật. Theo luật thì kết hôn chị phải đi theo đạo của chồng. Chị không biết là gia đình chị có chấp nhận được việc này hay không. Bản thân chị thì cũng thật sự không muốn theo đạo Công giáo. Chị nên làm sao đây? Làm sao đây anh? Hình như ở nhà của em là bố em cũng là bên đạo phải không? Rồi con mẹ em là cũng đạo Phật đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cái mối quan hệ nó có bình thường hay không, hay là mẹ em có phải theo đạo không nè? Thật sự ra ban đầu á là mẹ em có thể là phải theo, nhưng mà sau đó thì cả hai có thể thương lượng như thế này, nó cuối cùng thì mạnh ai nấy giữ. Chứ mẹ em cũng thật sự ra có một cái như thế này, là em để ý rằng là nếu một cái người mà họ theo đạo Công giáo mà đúng chuẩn, tức nghĩa rằng là không có quá gọi là mộ đạo, mình không có quá tôn sùng một cách mù quáng, thì một trong những người họ có một cái rất là hay, đó chính là họ luôn sẽ tôn trọng đạo của đối phương. Ví dụ đúng một cái nữa là đạo Chúa, thật sự là có một cái là khi mà mình kết hôn thì bắt buộc là phải theo, nhưng mà ví dụ có những hoàn cảnh bắt buộc mình cũng không thể nào mình ép người ta được, thì em cảm thấy rằng chỉ vì gọi là đạo tôn giáo hay là công giáo khiến cho cả hai người trở nên gọi là khắc khẩu với nhau rồi không được hạnh phúc gia đình, thì đây cũng là một trong những cái khiến cho Ngọc Ánh cảm thấy là cái cuộc hôn nhân này nó vẫn chưa trọn vẹn, tại vì cả hai chưa thật sự hiểu cho đối phương. Nhưng mà thôi, thì trước khi mà đến với những cái chi tiết tiếp theo xung quanh câu chuyện về tôn giáo thì Ngọc Ánh và chị Hồng Tử sẽ tạm thời nghỉ lời cho phút thông tin thương mại nhé. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri ân cùng Vạn Niềm Vui. Quý vị có thể mua tất cả sản phẩm sâm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 714-868-6868. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống sau: Nam Cali 57.11, 14.3, San Jose 16.11, Houston, Texas 27.2, app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị Android, iOS, Roku, Amazon, smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app. SET Hắc Sâm, món quà của Thượng Đế giúp tăng cường đề kháng chống đại dịch toàn cầu. Thank you.
Rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình SETTV và quay trở lại với chương trình Lời Chưa Nói. Vừa rồi là một câu hỏi của một vị khán giả gửi về để mà nói tình trạng của chị là chị sắp kết hôn. Người chồng sắp cưới là đạo Công giáo, chị lại là đạo Phật. Chị thì cũng không có muốn theo đạo nữa, không có muốn theo đạo Công giáo, mà không biết là gia đình nhà của chị thì cũng không biết là có chấp nhận hay không, nói là cản trở muôn bề đó. Thì bây giờ hỏi em là tại vì em lớn lên trong một gia đình là hai đạo, vừa đạo Công giáo vừa là đạo Phật luôn, thì em thấy với trường hợp của chị này thì em nghĩ như thế nào? Thật sự ra thì Ngọc Ánh nghĩ một điều rằng nó quan trọng là phụ thuộc vô cái cách mà hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Tại vì có một cái như thế này, em đồng ý rằng là thường bố mẹ của hai đình hai bên á cũng rất là khó để mà cho cái việc rằng là chấp nhận. Tại vì một phần là họ đã có thể cái thời đạo Phật họ đã theo quá lâu rồi. Họ đã theo từ có thể là ông bà cha mẹ, cho nên là đến tận thời điểm này họ đã quen với cái việc là mình theo đạo Phật, cho nên khi mà chuyển qua một cái sẽ có rất là nhiều những cái khác biệt với nhau. Đặc biệt rằng là mặc dù rằng là em để ý rằng là đạo nào cũng vậy, cũng đều dạy mình là người tốt, nhưng mà cũng sẽ có những cái phong tục, cũng có những cái cách khác nhau khiến cho bản thân mình đôi khi chưa có quen. Thì nếu như mà chị không muốn phải theo đạo, hoặc là Ngọc Ánh nghĩ như thế này, mình cứ nghĩ đơn giản là đạo nào cũng vậy, chỉ luôn luôn dạy cho mình những điều tốt, thì mình vẫn có thể đi học giáo lý nè. Em để ý là mẹ em cũng có đi học, rồi cũng đi vào nhà thờ. Tại vì thật sự là đạo Phật mình rất là cởi mở. Không có quá quan trọng cái việc rằng là người đạo Chúa thì không bước vào được chùa, hoặc là người Phật, đạo Phật thì không được vào nhà thờ. Thì cái đó thì em để ý rằng là nó không có đúng lắm. Một số người chỉ có một số người dạy sai cách thôi, chứ không phải rằng là cái người theo đạo họ sai hoặc là cái đạo họ sai. Cho nên là nếu như thật sự chỉ cứ thử tìm hiểu xem là mình có thích hay không. Tại vì nếu như mà thật sự biết đâu mình cũng cảm thấy thích thì mình cũng có thể theo, thì nó sẽ là thuận theo tự nhiên. Còn nếu như không thì mình vẫn có thể làm vui lòng người ấy của mình. Thì lâu lâu mình sẽ những cái dịp lễ quan trọng, như em để ý rằng là lễ phục sinh nè, hoặc là lễ Giáng sinh, thì tất cả gia đình đều sẽ đi nhà thờ để mà cống có một cái lễ ấm cúng. Thì đây cũng là một trong những cái truyền thống của đạo Chúa mà mình cũng nên giữ. Thì những cái đó là những cái đơn giản mình cũng có thể theo. Còn theo chị thì chị nghĩ như thế nào nè? Chị nghĩ đó, trong trường hợp cá nhân này, đây là trường hợp riêng của vị khán giả này nha quý vị, thì phải ngồi xuống để mà nói chuyện với anh chồng tương lai này. Tại vì có đôi khi đó, mình bản thân mình thì nghĩ đơn giản, nhưng mà gia đình của đối phương nhiều khi họ lại không nghĩ như vậy. Bởi vì cho nên phải ngồi xuống để mà nói chuyện rõ ràng, để xem là người chồng tương lai của chị muốn cái gì, và nếu như mà anh ta muốn như vậy chị có đáp ứng được hay không. Có nghĩa là bây giờ nếu như mà anh nói nếu mà em không theo đạo của anh xong cưới em nữa vân vân, thì chị cảm thấy cảm giác nó như thế nào? Hay là anh ta có cố gắng để mà đưa ra một trong những cái kết luận giúp cho cả hai bên giải quyết vấn đề, thay vì là chỉ được phần lợi về phía anh? Thì chúng ta phải ngồi xuống để mà nói chuyện. Còn cá nhân của Hồng Tứ đó, thì bạn trai của chị ảnh cũng là đạo Chúa, chị đạo Phật, nhưng mà Hồng Tứ mỗi lần mà dịp lễ giống như em nói đó, giống như là Christmas hay là những cái dịp lễ nào mà lớn vẫn đi nhà thờ, tại vào đó thấy rất là vui và họ trang trí rất là đẹp, thì mình cũng đến để mà mình tìm hiểu thêm về một cái tôn giáo. Còn anh chàng này thì Tết nhiều khi cũng đi chùa với chị. Nói chung là hai người rất là hòa hợp, không có vấn đề gì cả. Cho nên cái này đó là tùy theo quan điểm cá nhân mà thôi. Cho nên chị nhắm là chị cưới người này đi theo đạo, chị có cảm thấy vui vẻ hay không? Mà về lâu về dài, nhất là khi mà có con nữa, thì chị muốn con chị như thế nào? Tại vì có nhiều người đó họ không muốn con của họ đi theo đạo Phật. Nếu như mà người chồng là đạo Chúa hay là đạo Công giáo thì họ muốn con phải đi theo bố. Mà cái việc đó chị có chấp nhận được hay không? Thì những chuyện này là chúng ta phải nên suy nghĩ, và chúng ta nói chuyện rõ ràng trước cái mối hôn nhân. Dạ đúng rồi, hoàn toàn đồng ý. Và hy vọng rằng là chị và anh sẽ có thể tìm cho mình được một cái tiếng nói chung. Thật ra cái việc này nó rất là đơn giản. Quan trọng là cả hai tôn trọng lẫn nhau. Thì hoặc là chia sẻ, và đặc biệt rằng là chấp nhận những cái khác biệt của đối phương, thì mình sẽ có thể giải quyết được những việc này. Rồi thì bây giờ mình sẽ có một cái câu hỏi tiếp theo. Cái câu hỏi này thì gần đây em và cảm thấy đây là một không, nó không phải là một cái tệ nạn, nhưng mà nó liên quan rất là nhiều đến cộng đồng xung quanh. Thì thôi vậy em hỏi là chị tiêm vaccine chưa? Chích ngừa rồi. Chích ngừa từ hồi tháng 4, tháng 5 gì đó. Chích ngừa rồi. Đến tận thời điểm bây giờ vẫn rất là có nhiều bạn vẫn em chưa tiêm vaccine. Trời em chích rồi. Mình cũng làm trong việc trong cái môi trường là rất là cũng sợ. Cho nên là đa số rằng là luôn luôn đeo khẩu trang, luôn luôn đeo mask, và sau đó là chích ngừa để bảo vệ bản thân cũng như là gia đình. Nhưng mà có một số bạn thì đặt câu hỏi như thế này. Chào Hồng Tứ và Ngọc Ánh, trong thời gian vừa qua có rất là nhiều người đã quyết định là không đi tiêm vaccine vì nhiều lý do, hoặc là có cái lý do cá nhân. Họ cho rằng những người xung quanh đã chích thì họ không cần. Hai bạn nghĩ sao về ý kiến này? Rồi, cái câu hỏi này đó chị nghe rất là nhiều, nghe nhiều người hỏi lắm. Và câu trả lời của Hồng Tứ là như thế này. Chẳng hạn như bây giờ mình nói một người thích uống rượu lái xe, thì bây giờ họ nói là ồ, những người khác không uống rượu
họ lái xe thì đã là an toàn rồi, thì tôi uống rượu lái xe đâu có sao. Nhưng cái việc sơ suất của mình nó không chỉ ảnh hưởng riêng đến bản thân mình mà còn ảnh hưởng tới người bên cạnh nữa. Cho nên nhất là với những ai mà chúng ta cảm thấy là chúng ta yêu thương người thân, chúng ta có sống trong một cái môi trường sống chung. Nếu như mà bây giờ Hồng Tứ nói là quý vị sống ở trên núi, sống mình trong một cái miếu, một cái cốc nào đó riêng rẽ một mình và cuối cùng không muốn chích ngừa, thì ok, không sao hết, mình không ảnh hưởng đến ai hết, mình sống mịn cỏi, có chuyện gì mình chịu mình. Nhưng nếu như mà chúng ta sống ở trong một cái cộng đồng chung thì mình phải biết tôn trọng người đối diện. Tại vì cái chuyện mà mình làm nó không chỉ ảnh hưởng riêng đến bản thân mà nó còn ảnh hưởng đến người khác nữa, thì chúng ta nên tôn trọng người khác nữa. Dạ đúng rồi, tại vì một phần nữa rằng là hiện tại có rất nhiều bạn trẻ nghĩ rằng là cái việc tiêm vaccine nó không đồng ý. Thậm chí là em để ý rằng là có rất là nhiều trường học là bắt buộc học sinh phải gọi là tắt bớt những cái lớp học online chỉ để cho học sinh vô trong trường học, thì để có lý do để học sinh đi tiêm vaccine nhiều hơn. Tại vì bắt buộc thì mới làm, còn nếu không là không làm. Cứ nghĩ rằng là không cần thiết và nghĩ rằng cái việc tiêm vaccine này là một trong những cái gì đó nó không có quá quan trọng, mọi người chỉ làm quá vấn đề lên thôi. Thậm chí là xung quanh một số bạn của em cũng vậy, cũng nói rằng là mọi người tiêm rồi mình tiêm làm chi. Đây là một trong những cái suy nghĩ thật sự là rất là sai, nếu mà không muốn gọi là bất lịch sự. Tại vì thật sự ra mình không có biết được rằng mỗi người trong mình sẽ có cái hệ miễn dịch như thế nào. Và đặc biệt rằng là nó tùy vô trường hợp, tùy vô bệnh của mỗi người nữa. Tại vì có một số người, một số bác thì em để ý rằng là biết là có một số bệnh nền liên quan đến việc như là tim hay là mụn tái máu, thì những cái đó họ ngại tiêm vaccine. Thì những cái đó họ cũng, các bác cũng có thể đến gặp bác sĩ gia đình để mình tư vấn kỹ hơn. Tại vì thật sự ra có rất là nhiều tiêm vaccine an toàn hiện giờ. Còn nếu mà những bạn nào chỉ nghĩ rằng là bởi vì là mọi người xung quanh tiêm rồi cho nên mình không tiêm nữa, bản thân nó không có cần thiết, thì đây là một trong những ý kiến sai hoàn toàn. Tại vì trong thời gian vừa qua, vừa mới mà mở mask ra thì rất là nhiều ca lại tiếp tục tăng lại và nhiều thành phố đã bắt buộc phải đeo mask. Cho nên là bảo vệ bản thân mình trước thì mới là bảo vệ người xung quanh. Cho nên việc là không tiêm vaccine là một trong những cái gây ảnh hưởng cộng đồng rất là nhiều. Và cũng không phủ nhận là vaccine nó có thể có phản ứng phụ, điều này là hoàn toàn mình không phủ nhận việc đó. Nhưng mà cái nào chúng ta làm thì nó cũng có việc lợi và nó cũng có mặt hại. Bởi vì cho nên mình chỉ cần so sánh mặt lợi với mặt hại, cái nào cao hơn thì mình thực hiện cái đó. Và hiện giờ đó, theo những gì mà Hồng Tứ tìm hiểu và biết được, cái vaccine đó mặt lợi nó nhiều hơn là mặt hại rất là nhiều. Bởi vì cho nên những ai mà chúng ta chưa tiêm vaccine thì một lần nữa chúng ta không có nói là quý vị sai. Ai cũng có quyền cá nhân hết, ai cũng có được cái sự tin tưởng riêng của mình. Tuy nhiên tiêm vaccine để mà bảo vệ cho bản thân là cái thứ nhất, bảo vệ cho người đối diện là thứ hai. Và chắc chắn đó là chúng ta bảo vệ cho tất cả những người thân sống ở cùng nhà nữa. Rồi thì bây giờ câu hỏi kế tiếp nha, câu hỏi như sau. Em muốn sang nước ngoài du học và lập nghiệp vì em muốn thử sức mình, nhưng bố mẹ em lại không đồng ý, em phải làm sao đây ạ? Sao đây anh? Làm sao anh ơi? Thì có thể là có nhiều ý kiến, có nhiều lý do lắm. Nhưng mà em nghĩ những cái lý do đầu tiên nó liên quan đến cái việc rằng là bản thân bạn vẫn chưa có tạo được một cái niềm tin cho bố mẹ. Và thậm chí là ngoài cái lý do rằng là bố mẹ lo rằng là mình không phù hợp, hoặc là thậm chí là mình đi ra nước ngoài lạ nước lạ cái ra, thì Ngọc Anh nghĩ một điều rằng là thật sự là mình vẫn chưa có tạo được một cái niềm tin cho bố mẹ rằng là mình đi sang đó mình có thể gọi là sống ở bên đó một cách thoải mái, hoặc là thậm chí là mình có thể tạo dựng sự nghiệp ở bên đó. Tại vì rất là nhiều người họ sang nước ngoài một thân một mình nhưng mà cũng phải lặng lẽ ra về, tại vì thật sự là mình không có hợp bản thân mà mình ở bên đó. Và thậm chí rằng cái ngành nghề học của mình nhiều khi bên nước đó nó cũng không có chuộng nữa, mình không có kiếm được cái ngành đó của mình, và thậm chí rằng mình đã phải đi làm cái nghề khác, thậm chí là những cái nghề giống như là không có phù hợp với cái công việc của mình hiện tại. Như rằng là một số bạn tốt nghiệp đại học ra rồi sang nước ngoài thì cuối cùng vẫn là đi chạy bàn, không phải là một cái công việc đó nó không có tốt, nhưng mà nó bỏ thời gian công sức của mình ra, mình đi sang một cái nước ngoài không, bản thân mình chưa tìm được con đường riêng. Cho nên là ở thời điểm hiện tại, nếu như mà bạn muốn khuyên bố mẹ của mình thì phải chứng minh một điều rằng là bạn đã tìm hiểu kỹ về những cái nơi mà mình đã muốn đi tới và đã muốn lập nghiệp, để xem là ngành nghề của mình có phù hợp hay không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chuẩn bị hành trang cho mình thật là cẩn thận, bao gồm như cả kiến thức và lẫn kỹ năng, sau đó là về luôn cả những cái gọi là kinh nghiệm để mà bạn cũng có thể đi sang nước ngoài, bạn cũng phải hiểu được ở nơi đó nữa nhé. Và chương trình Lời Chưa Nói của chúng ta ngày hôm nay đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Thì mọi chi tiết thắc mắc quý vị cũng có thể gửi qua hộp mail của chương trình, đó chính là lời chưa nói set@gmail.com. Những quý vị khán giả nào vẫn chưa có cơ hội theo dõi trên TV thì hoàn toàn có thể theo dõi lại trên kênh YouTube của đài, đó chính là Sài Gòn Entertainment Television. Ngọc Ánh và chị Hồng Tứ rất cảm ơn quý vị khán giả, hy vọng rằng là cả hai sẽ gặp được quý vị khán giả trong những chương trình kỳ tới.